Kính thưa quý vị khán giả đang xem kênh YouTube Trọng Cà Mau, Trọng xin chúc cho tất cả quý vị có một ngày thật là tuyệt vời. Trời ơi, quý vị thấy không, hiện tại biết Trọng đang đâu không? Đó, nhìn nè, trên xuống nè. Hiện tại Trọng đang ở trên tòa nhà Landmark 81, tòa nhà cao nhất Việt Nam. Nhưng hiện tại Trọng đang ở tầng 38 thôi. Hôm nay mọi người biết Trọng hay làm gì không mọi người? Làm mướn kiếm bậy ít tiền về mua hạt cho mấy bé. Hôm nay có bà chị mới quay MV ca nhạc nên là cần có trợ lý theo để hỗ trợ các thứ. Thì thôi, ở nhà làm cái gì với mình nay không để hỗ trợ, nên là mình có mặt ở đây để hỗ trợ cho chị để kiếm một chút đỉnh tiền để về để mua cho mấy bé một bao hạt. Bây giờ Trọng sẽ quay cho mọi người xem sơ sơ ở ngoài nha. Ồ, đẹp chưa? Quá trên Sài Gòn đẹp em ơi quý vị. Đấy, đẹp lung linh. Lung linh con bạch dinh. Đó. Bao nhiêu là cái tòa nha. Cái khu dân cư cao cấp ở dưới này nè. Đã chưa? Đẹp hú hồn luôn. Đấy, một cái tòa nhà cao nhất Việt Nam này nè. Đây nè, đây. Đó. Đó, nó đẹp chưa? Tít ở trên không quay nổi luôn á. Mặc dù là như vậy nhưng mà quý vị biết không? Nhìn Trọng nè, đi vô tòa nhà cao cấp nè quý vị. Đó, nhìn Trọng đi vô tòa nhà cao cấp nè. Tòa nhà cao cấp này ta, mày đi vô trong đi mang đôi dép. Đó quý vị thấy không? Đẹp không? Đẹp ba chép bò chép. Đây, quay ra. Có mặt mình chút xíu nữa. Ồ, đẹp chưa? Tòa nhà cao tầng. Đó, đẹp chưa? Tòa nhà cao tầng không quý vị ơi. Thiệt sự luôn. Lần đầu tiên Trọng đến đây luôn á. Lần đầu tiên mà Trọng được lên trên này. Chưa lên chỗ cao nhất nữa. Chưa biết. Nay được lên đây tầng 38 à. Để giúp một bà chị để làm trợ lý cho chị quay mấy cái MV. Đi làm chứ bữa nay ông Di ở nhà để chăm sóc mấy bé, còn Trọng phải đi ra ngoài đi làm. Trọng có cái kênh mới đó mọi người, Ngọc Trọng, Trọng Cà Mau Farody đó, để quay mấy bé tâm sự với bé ở nhà chơi á. Có gì mọi người ủng hộ cho Trọng nha, để cho Trọng đủ điều kiện Trọng bật kiếm tiền cái kênh đó chứ. Kênh đó mới có 100 mấy người đăng ký, cần phải 1000 người đăng ký cho lên, 4000 giờ xem như là xem phải nhiều lắm. Chỉ có 1000 người đăng ký thì mới bật được kiếm bậy chút đỉnh tiền được. Bây giờ Trọng sẽ kiếm lại một cái góc nào đó nha, để cho Trọng tâm sự với mọi người, để là đứng đây nói hồi Trọng sợ bị đây bị chửi quá. Tâm sự với mọi người mấy chuyện nha. Mọi người gắng xem hết clip này nha mọi người. Quý vị khán giả thân mến, hiện tại thì Trọng đang trốn ở một cái góc của tòa nhà Landmark nha. Góc vuông vuông, góc này chắc không có ai, nên Trọng muốn tâm sự với mọi người một chút xíu xíu. Cái chuyện mà hôm qua đó mọi người, cái chuyện mà ca sĩ Hồng Yến mà cứu được một bé chó mất kia á, Trọng thấy hơi buồn buồn này nè mọi người ơi. Là tại vì á, để Trọng kể lại cho mọi người nghe một lần nữa nha. Là Hồng Yến là nhà thì ở bên quận 9. Hai vợ chồng thì thật ra cũng là một cái ca sĩ bình thường, đam mê với âm nhạc thôi. Kinh tế thì cũng đâu phải là người giàu có gì đâu. Hay là nói một cách nào đó thì là một ca sĩ nghèo á. Hai vợ chồng mới đi quay hình ở trên Bình Phước á, rất là xa luôn nha, hàng trăm cây số trên đó. Mới vô tình mới phát hiện ra là một cái người ta bán chó, một cái lồng chó trong đó có là 3 con. Thì Hồng Yến mới định mua, thì mua lại một con thôi. Là tại vì á, là trong người ta bán cái con chó husky đó là mất 3,5 triệu. Mà trong người hai chồng đi mang theo chỉ có là hơn 3,5 triệu một chút thôi. Rồi á, mấy quý vị biết không, đi chiếc xe máy mà cái học ngoài trước á, là chở nào là máy quay nè, mấy cái cây chân máy nè, nói chung là đầy đủ phụ kiện để quay phim, nên là nó đã đầy rồi. Còn ngoài sau thì Hồng Yến mới gán mua đi, gán năn nỉ người ta mua cái lồng.
nhỏ để hai vợ chồng ngồi trên chiếc xe máy mà còn đu thêm một cái lồng nữa, là chỉ mua được duy nhất một con chó. Là lý do là thứ nhất là tiền là không có, thứ hai là do đường hàng trăm cây số, có tiền mua cũng không được, không thể nào mà chở nguyên cái lồng chà bá 5-6 con về được. Thì đó là cái câu chuyện là như vậy. Thì sau đó thì Hồng Yến mới là gì, quay clip lại và chia sẻ cho chồng. Thì chồng mới gọi điện cho Hồng Yến và chia sẻ cái câu chuyện này lên cái kênh YouTube chồng Cà Mau. Thì chồng có một cái vấn đề là buồn này nè quý vị. Thì có rất là nhiều cái comment thì nói là Hồng Yến là cứu sao không cứu hết, cứu mà lựa cho đẹp, cứu không có tâm, cứu là phải cứu hết chứ, nhìn đau lòng vậy đó. Nói chung là nhiều comment kiểu vậy. Thì chồng thấy hơi buồn cái chỗ là quý vị ơi, ở xã hội này thì có những cái trường hợp mình không thể nào mình giang tay hết được. Làm sao giang tay hết được, giúp được cái mảnh đời nào, giúp được cái nào dù ít hay là nhiều, thì đó cũng là cái phước đức, đó cũng là cái duyên. Chứ bây giờ cũng không thể nào mà đi ra ngoài đường mà thấy chó là cứu, thấy chó là cứu thiệt sự luôn. Đôi lúc á, nếu mình cứ nói đi nói lại cái chữ gọi là tiền thì người ta nói à, nói đến nó cái nó nhắc đến tiền. Không phải quý vị, thiệt, cái đó là sự thiệt. Bây giờ không có tiền sao cứu. Ví dụ như thật sự luôn, có những lúc chồng đi chồng thấy á, chồng thấy một con chó luôn á ở trong lòng á, nhưng mà chồng không cứu được. Bởi vì người ta đâu phải mình cứu là sao, đâu phải mình giành thì mình lại mình đánh lộn người ta mình lấy con chó đó ra, mà mình phải lợi năn nỉ người ta mua, mà đã năn nỉ là nó bán rất là mắc đó. Chồng cứu con dưa leo đó, ở con bắp đó, con bắp với cái con dưa leo đó 2 triệu, nếu bán chó thịt thì làm gì được 2 triệu. Còn có quý vị nói là sao Hồng Yến mua cứu cái con chó đó nó giống như là 3,5 triệu sao không mua chó thịt. Thì chồng nói này nè, ông bà mình có nói cái có câu nói á, mua lầm chứ không bán lầm. Chỉ có mình mua mình mới làm thôi, còn người bán người ta không làm. Người ta đã mua được con chó đó, người ta biết đó là một cái món hời, và người ta biết chắc chắn con chó đó người ta sẽ đi bán được với cái giá mắc là chó kiển, chó nuôi. Không bao giờ người ta mua chó bán cho thịt đâu. Có thể người ta mua là mua giá chó thịt, nhưng mà người ta bán là người ta sẽ bán giá chó kiển chắc chắn rồi. Người ta nói là gì, mua lầm chứ người bán không bao giờ lầm. Đó là cái gì đó. Thật ra quý vị, ở ngoài đường, ở trong xã hội này còn rất là nhiều cái hoàn cảnh chó như vậy. Thì chồng nghĩ á, Hồng Yến á, đã làm được một cái việc mà riêng bản thân chồng là thấy đó là một cái việc tốt. Thì tại sao chúng ta không cổ vũ, chúng ta không vận động thêm những người có tấm lòng như Hồng Yến nữa. Thì Hồng Yến cứu được một con, nếu mình vận động thêm một người khác cứu một con, nếu mình vận động thêm một người khác nữa cứu một con, thì xã hội nó sẽ bớt đi, mấy bé nó sẽ bớt khổ. Chứ bây giờ em nó không có tiền, vì hoàn cảnh xa xôi không thể cứu được hết, mà mọi người lên giống như là trách hờn ném đá làm cho Hồng Yến rất là buồn luôn. Tại mà mình nói thiệt, chồng nói thiệt nha, cái tính Hồng Yến nó rất là nóng, nên nó nếu mà mình nói vậy mà không đúng là nó comment nó trả lời lại luôn á. Tại vì cái tính em ấy chồng biết. Còn ví dụ như có những người, ví dụ khán giả nói là ừ tại sao chồng Cà Mau không cứu, không cứu được 2 cái chó đó hả? Nghĩ coi kênh luôn. Chồng nói thiệt với quý vị thế này nè, làm kênh á, chồng làm kênh chồng xác định là làm YouTube, đó cũng là một cái nghề. Và khi đó là đã là cái nghề của chồng thì lúc nào chồng cũng muốn là có khán giả, chồng muốn có comment, chồng muốn có mọi người like, chồng muốn có mọi người đăng ký. Thì mọi người đăng ký thì chồng mới có tiền, và cái tiền đó để duy trì cái cuộc sống của chồng. Thì có cái tiền để duy trì cuộc sống thì chồng mới có tiền để duy trì cái cuộc sống thì chồng mới làm những cái công việc mang tính chất là thiện nguyện được. Chứ còn bình thường thì cũng không thể nào mà chồng nếu mà chồng hết không khí chồng sống, hay là chồng không có ăn, chồng cũng phải trang trải trong cuộc sống rất là nhiều, đó là quý vị. Nhưng mà thật sự là tự nhiên tại sao lại trách chồng không cứu 2 bé chó, là tại vì 2 bé chó đó là do Yến gặp đâu ở trên Bình Phước á, mọi chuyện đã xảy ra xong hết rồi thì chồng mới biết. Thì chồng mới biết thì chồng mới chia sẻ cái câu chuyện đó lên cho mọi người xem, chứ không phải là chồng là người chứng kiến cái cảnh đó mà chồng không cứu. Mà chồng nói thật, trong cái giai đoạn hiện tại này có khi là những trường hợp mà chồng gặp chồng không cứu được nữa quý vị. Tại vì sao?
lại một cái vấn đề nữa, nếu nó đi nó lại thì quý vị đi nói là cho thằng này nó mở mày ra là tiền không phải, đó là sự thiệt. Ví dụ như trong cái lúc chồng không có tiền thì làm sao chồng cứu. Còn nếu như mà bây giờ quý vị nào mà dám tuyên bố với chồng, chồng em cứ thấy là em cứu đi, em cứ thấy là em cứu, em cứ thấy là em cứu, chị hay là cô hay là anh sẽ trả cái chi phí đó cho em cứu xong em mang đến các trạm đi. Nếu có ai mà có cái ra có cái lòng nó vậy, ai mà có cái khả năng kinh tế gì gửi tiền cho chồng đi, chồng sẽ đi cứu luôn. Chồng gặp là chồng mua xong chồng điện cho các trạm, chồng năn nỉ các trạm, chồng mang lại các trạm nuôi bé. Ok chứ bây giờ đó, ok không? Chứ bây giờ mà mình ngồi đó mình nói ủa sao không cứu, sao không cứu, nói chung là cũng thông cảm cho cái người có lòng nhưng mà không có sức quý vị ơi. Thì đó, hôm nay thì chồng đi làm, nói chung hôm nay đi làm thuê, làm trợ lý để quay phim, để hỗ trợ cho cái một cái chuyện quay MV để kiếm vài trăm. Thì sẵn trong khi chờ đợi đang chị đang trang điểm bên trong thì chồng có ra đây chồng tâm sự với mọi người một chút, mà đặc biệt là chia sẻ với mọi người về cái câu chuyện là Hồng Yến cứu chó mà bị mọi cộng đồng mạng có nhiều người mà hờn trách, rồi tự nhiên giận lấy chồng luôn, nói chồng không cứu được nghỉ coi kênh luôn. Trời đất ơi, tôi có làm gì đâu, trời ơi tôi có làm gì đâu, tôi hiền quá mà. Nhưng mà chồng cũng đang nhận bé về nuôi mà, chồng bây giờ chồng đã đang nhận bé về nuôi, sáng mai chồng sẽ đi bắt nó về và đặt tên nó là Lucky đó, thấy chưa. Bây giờ nó đó là một cái câu chuyện mà chồng chia sẻ thật lòng với quý vị nghe, đó là thật lòng luôn. Còn quý vị nào bây giờ mà có cái tâm mà có cái kinh tế nữa, nói chồng ơi em chị gửi tiền cho em, cô gửi tiền cho con, gặp con cứ cứu xong con mang đến các trạm, ok gửi tiền đi, chồng làm liền. Chứ còn bây giờ ngồi đó mà người khi mà người ta khác cứu mình nó trách sao không cứu hết, không cứu hết nữa, tội lắm. Tại vì nhỉ, hoàn cảnh quý vị ơi, thấy vậy chứ nhiều khi nó khổ lắm. Thôi bây giờ chồng xin out video nha, và chúc quý vị một ngày mới vui vẻ. Những cái gì chồng nói đây không phải là cà khịa, mà cũng không phải là tức giận, mà giống như là chồng muốn là một đứa em, một đứa bạn, một người con, một người cháu tâm sự với mọi người thôi. Mai mốt á, lỡ có ai cứu á quý vị, mình cổ vũ lên nha. Đừng trách vì hoàn cảnh họ không cứu được hết á. Bye bye tất cả mọi người, nhớ vui vẻ hổng quạo nha. Và hẹn gặp lại tất cả anh chị em, bạn bè, cô chú anh chị trong những clip lần sau. Bây giờ chồng phải đi vào bên trong để làm cho người ta đây, ngồi ở đây nói bên trong chửi hàng xóm, chửi là chết là mất cơm nha quý vị. Bye bye.